chiếc lá nào vĩnh viễn một màu xanh? Sao chúng mình cứ buồn chuyện dĩ vãng mà không đi mua một chiếc case màu xanh? Có một ngôi nhà thu nhỏ của các game thủ ngay giữa lòng Hacom. Đó chính là chiếc case Fractal Strategic Mini ITX. Nhưng mà là vỏ case. Nằm trong top những sản phẩm hot nhất tại Hacom. Case thương nhớ ai? Case rơi xuống đất. Case thương nhớ ai? Case vắt lên vai. Có thể đặt ở đây, hoặc ở đây, hoặc bất cứ góc làm việc nào mà anh em muốn. Không lo case của bạn bị quan nóng với 3 tấm thông gió xung quanh. Nhỏ gọn như này, liệu sức chứa của em nó thì thế nào nhỉ? Khả năng chứa GPU lên đến 322mm, đi kèm với các nối PCI 4.0, không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn tối ưu hóa hiệu suất. Hơn nữa, lưu trữ tối đa được 2 ổ SSD tại các khe 2.5, và có thể lắp tối đa được một quạt tản nhiệt 120mm phía sau. Tháo lắp chiếc vỏ case cực dễ dàng, nhanh chóng, chỉ một vài thao tác vô cùng đơn giản. Như thế này, tấm chiêm main bắt có thể điều chỉnh linh hoạt, lên xuống, tạo không gian để làm mát CPU mà vẫn vừa vặn với chiều rộng của card. Dễ dàng thao tác với nút nguồn ở mặt trước cùng hai cổng USB, trong đó có một USB Type-C. Nhỏ gọn, sang trọng, tiện dụng mà vẫn chiến game thoải mái như thế này, thì chiếc vỏ case mini này sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho anh em. Nếu anh em muốn dinh em nó về ngay nhưng không muốn ra ngoài cửa hàng thì hãy đặt hàng ngay với Hacom Faster, giao hàng nhanh trong 2 giờ. Hơn nữa, Hacom đang có chính sách giao hàng toàn quốc cho mọi đơn hàng từ 0 đồng. Vậy nên, hãy nhấc máy lên và đặt hàng tại Hacom ngay nhé!